Kẻ đánh cắp đồ chơi kìa Đốm. Giờ mình làm gì nữa Đốm? Theo dõi thiết bị của ba mình thì biết được khủng long đồ chơi đang ở đâu. Mau đi, để mình xem coi khủng long đồ chơi đang ở đâu. Cái gì? Sao Kim hả? Sao mà sai dữ vậy? Mới đây mà hắn về tới sau Kim rồi. Sao nhanh vậy? Để mình xem đường đi của hắn. Có cây cầu bắt được trái đất đến sao Kim sao? Chuyện này mới nghe nha. Giờ sao đó? Thì mình đến đó để xem hắn là ai mà lại đánh cắp hết đồ chơi. Mình đi với... Bộ mũi dám đi luôn hả? Ừ, mình muốn xem hắn là ai mà có thể nhanh hơn mình. Mình không tin lại có người nhanh hơn mình. Đúng, bạn đi nhanh như vậy thì làm sao mình chạy kịp? Đi thôi. Bình tĩnh đi bụng bự. Sợ quá à. Sao nước ở đâu mà ướt người mình hết rồi nè. Mình nói ở đây như vậy nhưng đem khỏi sao Kim là nó thành đất hết á. Vậy hả? Mình đi tìm đồ chơi thôi. Hả? Thì ra chúng nhốt đồ chơi ở đây nè. Nhưng làm sao để cứu đồ chơi? Mình sẽ đánh thức khủng long dậy để... Bằng cách nào? Nó ngủ chờ queo luôn rồi kìa. Xem nè. Ô, hay quá, hay quá. Ai đó? Hả? Thì ra là bọn búp bê này. Cái này là quan trọng nhất. Nếu không thì tao nghỉ chơi với tụi mình luôn. Đúng là bạn tốt, không phụ vác cái gì cả. Đứng lại đó, ai cho các ngươi mang đồ chơi về? Bóng đèn đánh cắp đồ chơi đây hả? Ngươi đã đánh cắp đồ chơi của các em nhỏ. Trẻ em không được chơi những đồ chơi này, mau đưa đây cho ta. Đưa cho hắn đi Đơm. Không được, hắn là kẻ xấu. Chính các ngươi là kẻ xấu. Hôm nay nếu không đưa đồ chơi lại đây, các ngươi đừng hòng về đại đức. Để kẻ này cho mình đi đó. Được thôi. Phun nước đi khủng long. Phun quá nhanh. Sao, các ngươi còn chiêu gì nữa không? Hết rồi. Giờ tới lượt ta. Chúng mệt quá à. Chỉ có vậy mà dám lên đây lấy đồ chơi à? Các ngươi đúng là tiếp tay cho kẻ xấu mà. À, không phải sao? Người đánh cắp hết đồ chơi ở thành phố, làm cho các em nhỏ không có đồ chơi. Ngươi là kẻ xấu. Các ngươi không biết gì hết. Ta đang giải cứu cho các bạn nhỏ. Giải cứu gì chứ?
Những đồ chơi này là đồ chơi độc hại, có tẩm độc làm hại các em nhỏ, nên ta mới lấy về đây để tiêu hủy. Có chuyện đó sao? Người không biết đồ chơi này từ những kẻ xấu ở hành tinh Cà Tưng mang đến bán rất rẻ để đầu độc trẻ em trái đất sao? Sao? Người đánh các bạn khủng long, bạn ấy không phải là kẻ xấu mang đến bán đâu. Cả người khủng long không có chất độc, nhưng bóng đen trên đầu hắn là thiết bị của hành tinh Cà Tưng. Thì ra ba đớm xài đồ Cà Tưng. Vậy để mình nói với ba mình làm một đợt kiểm tra để loại bỏ những món đồ của Cà Tưng. Không cần đâu, các bạn hãy cầm thiết bị này về trái đất, các bạn sẽ dò ra được những đồ chơi độc hại. Vậy thì hay quá. Vậy chúng ta về trái đất để làm liền đi. Chết rồi, vì sợ người Cà Tưng phát hiện, ta đã phá hủy cầu ánh sáng rồi, không còn đường tắt để về. Hả? Cái gì? Mình chỉ nói chơi thôi, chứ các bạn đi về đi. Tưởng không về được nhà rồi chứ. Bơi thôi, bơi thôi. La 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 la. Đớm, mở cửa ra ngay, có chuyện gì vậy? Con có làm sao không? Đảo quá, đảo quá, đảo quá. Ông xã ơi, ba Đớm ơi, xuống đây nhanh lên. Hả? Có chuyện gì vậy em? Đớm ở trong phòng mà không biết có chuyện gì, em lo lắng lắm. Đớm ơi, Đớm. Mở cửa ra đi con. Đớm. Đớm ơi, Đớm. Đớm ơi. Có chuyện gì vậy ba mẹ? Con đang làm gì vậy? Đớm đang bơi mà. Nhìn xem hồ bơi nhân tạo của Đớm nè, thích quá. Con làm ba mẹ lo quá. Muốn bơi thì đi hồ bơi, tại sao lại làm như vậy? Tắm nhanh để còn đi ăn cơm nào, ướt hết nhà rồi. Tớ cũng thích đi bơi nữa. Trời nắng quá, xả xuống nước lúc này thật là tuyệt. Ra đi với, ra đi với. Hôm nay chúng ta chỉ cần thuê 2 chiếc phao, thật là đỡ tốn kém hơn. Tay to hả? Là sao? Ý mình là bạn ấy mập như vậy á thì nổi trên mặt nước chứ cần gì phao. Bạn nói gì vậy? Mình sẽ cho bạn biết tay. Đến đây thuyền dưỡng vĩ đại nhất thế giới. Đốm, tại sao bạn lại vứt rác ở bể bơi vậy? Mà vớt lên đi. Đúng rồi đó. Đốm, bạn nên làm ô nhiễm nguồn nước và vi phạm quy định ở bể bơi á. Các ngươi, những tên cướp biển kia, không được có ý định xấu với thuyền của ta. Nếu muốn thì hãy gia nhập đội thuyền của ta, ta sẽ thu nhận. Đốm, bạn sẽ bị chú bảo vệ bắt phạt. Bọn mình không có chơi với bạn nữa đâu. Bạn là đứa trẻ hư. Bọn mình đi về đây. Đợi đã, chờ mình với. Các bạn chờ mình với. Sao lại về trước, để lại mình vậy? Bạn vẫn chưa nhặt đống cha lên kìa. Bạn hư quá. Rồi sẽ có người dọn vệ sinh, tới dọn thôi mà. Có sao đâu, đâu phải lỗi của mình. Mẹ ơi, rác kìa. Cô giáo dạy không được xả rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường. Mẹ con mình dọn đi về nha. Ôi, thích quá. Làm sao mình có thể chơi nhạc như các bạn ấy không? Quảnh tù si. Ơ, mình lại thua nó rồi. Ha ha, vậy là cục kẹo này là của mình đó nha. Ơ, đốm kìa, sao nhìn mặt bạn buồn vậy? Ờ ha, nhìn mặt cậu còn buồn hơn cả tay to vừa bị thua kẹo nữa. Mình xem TV, thấy mấy bạn chơi nhạc cụ hay lắm. Làm sao mình có thể khiến các nhạc cụ phát ra âm thanh ha? Ôi trời, thì ra là vậy. Mình là một tay trống chuyên nghiệp nha. Ủa, sao mấy bạn buồn thiêu vậy? Đúng đang buồn vì không biết chơi nhạc cụ. Hả? Có vậy mà cũng buồn. Đừng nói vậy chứ bò sữa.
không phải ai cũng chơi nhạc giỏi đâu. À, mình có cách rồi. Bò sữa nè. Ai làm cho bạn chiếc đồng hồ này vậy? Ba mình đó. Đẹp không? Tuyệt quá. Vậy chúng mình nhờ ba bạn làm cái gì tạo ra nhạc nha. Đúng rồi đó bò sữa. Tụi con chào bác ạ. Các con ngoan quá. Có chuyện gì vậy? Ba ơi, ba có thể giúp bạn đốm làm cái gì phát ra được nhạc từ lá dừa không ba? Được rồi, để bác xem thử coi. Cuối cùng cũng xong rồi, kèn lá cho đốm. Tuyệt quá, con cảm ơn bác. Con cũng muốn nữa. Con nữa, con nữa. Được rồi, từ từ, ta sẽ làm cho các con. Rồi xong, ba chiếc kèn lá nữa. Đẹp quá à. Tụi con cảm ơn bác. Ba giỏi quá, biết làm cả đồng hồ và kèn từ lá dừa nữa. Ba giỏi nhất. Tụi mình sẽ làm ban nhạc kèn lá nha. Mình sẽ làm nhạc trưởng. Không được, nhạc trưởng phải là người thổi kèn hay nhất. Thôi mấy con đừng có cãi nhau nữa. Vậy ta tổ chức cuộc thi để chọn ai làm nhạc trưởng nghe. Ôi, tụi nhỏ là mình nhớ lại thời thơ ấu quá. Có ai chơi thổi kèn la hay như ta? La 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 la. Bò sữa nhà ta thích lân la thổi kèn. Ôi, bác mới là nhạc trưởng của ban nhạc kèn lá. Đúng rồi, bác giỏi rồi đó. Có xa nữa. Dừng lại. Thiệt là hết nói mà. Người giúp việc sẽ tới ngay thôi. Hy vọng là các con sẽ ngoan hơn. Mẹ đi thăm bà đó. Thế giới này là của chúng mình. Oh yeah. Em nhún nhảy và em lắc lư vì chúng em mê nhạc nhiều. Mình nó bận quá, đang nghỉ việc chưa tới nữa. Hay là chúng ta... Ừ. Cái này ăn có chết không vậy đốm? Chắc không sao đâu. Sao mặn quá vậy? Mình xin lỗi, mình bỏ lộn muối rồi. Trời. Dơ quá, dơ quá. Bà tao đây hả? Xin chào, hân hạnh được phục vụ. Không cần, cô về đi. Tính nghĩa chống đối, không đi. Thả ra. Ở yên đó, trẻ con dâng lời, trẻ con dâng lời. Có khi nào bà nói với chúng ta không? Mẹ ơi. Im đi. Tay to, lấy hũ màu cho mình, mau. Giờ mình tính như vậy nha. Có trộm, có trộm. Cô mèo ơi. Có kẻ đột nhập, có kẻ đột nhập. Hãy xem đây. Yeah, yeah. Báo động đỏ,
các con lại dậy nữa rồi. Dạ, tụi con xin lỗi. Tám mươi lăm, chín mươi, trăm. Xong chưa? Mình đi kiếm á nha. À, bắt được bạn rồi nha. Xí bò sữa. Ơ, mình mà không cười á, còn lâu bạn mới bắt được mình á. Không dám đâu, mình thấy bạn trước chứ bộ. Mấy bạn có sao không? Mình không sao. Giờ hết đồ đẹp rồi, tụi mình chơi cái khác đi. Ờ, đúng rồi đó, trò này chán quá. Vậy giờ chơi trò gì? Hay mình chơi thả diều đi. Được đó. Vậy thôi, giờ mình về. Hẹn các bạn chiều nay mình chơi ở đây nha. Sao bạn buồn vậy Đốm? Mình chưa có diều. Vậy hả? Mình cũng vậy nè. Vậy hai đứa mình cùng làm một con diều đi. Ý hay đó, mình làm thử coi sao. Vậy bạn về chuẩn bị đi. Ừ, vậy hẹn chiều nay tại nhà mình nha. Bạn nhắn xong chưa? Gần xong rồi, đợi mình tí. Mình cắt xong cái đuôi rồi nè, để đây nha. Ừ. Yeah, xong rồi. Giờ mình thử đi thả đi. Ừ, đi đi. Mình tin là diều sẽ bay được. Hai bạn tới rồi đó hả? Ôi, diều đẹp quá. Của bạn hả Đốm? Không, mình và bụng bự cùng làm đó. Nhưng mình quan trọng hơn, mình dán hết á. Ồ, bạn giỏi thiệt á. Nhưng mình cắt cho bụng bự dán á. Người dán mới là quan trọng. Không, người cắt quan trọng hơn. Ơ, tại bạn đó, rách rồi nè. Tại bạn thì có, bạn dành với mình mà. Mình không thèm chơi nữa, mình về đây. Con sao vậy Đốm? Bụng bự làm rách con diều của con. Đốm à, con diều là công sức của cả con và bụng bự, đúng không? Con cứ thử nghĩ xem, nếu không có bụng bự dán lại thì có thành được con diều hay là không? Và nếu con không cắt cho bạn dán thì sẽ không có con diều hoàn chỉnh, đúng không? À, con hiểu rồi. Tức là ai cũng quan trọng hết. Bây giờ con phải đi tìm bụng bự đây. Con sẽ giải thích cho bạn ấy. Ai cũng quan trọng hết. Và sẽ không giận bạn ấy nữa. Mẹ rất vui khi Đốm có thể nhận thức được vấn đề như vậy. Hãy học cách hợp tác với nhau và chia sẻ với các bạn nha con. Dạ, con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Con đi tìm bụng bự đây. Đốm, xuống ăn cơm nè con. Ba mẹ ăn đi, con không ăn đâu. Có chuyện gì vậy con? Bữa nay tan trường, tôi to rủ được con chạy thi. Ê, chạy thi không? Thôi, lần nào bạn cũng thắng tụi mình, chẳng có gì vui hết trơn á. Ờ, chơi trò khác đi. Lần này mình sẽ chấp hai bạn 5 phút, chịu không? Đích sẽ là cửa hàng kem. Nếu một trong hai bạn thắng, mình sẽ mời hai bạn ăn kem. Đúng 5 phút ở nhà. Ok, không được chơi ăn gian nha. Ừ, khỏi lo. Chuẩn bị, xuất phát. Năm, mười, mười lăm, hai mươi. Hết 5 phút rồi, mình chạy thôi. Mình rất nhanh hơn nữa, tay ta sắp đuổi kịp rồi. Mình cũng muốn lắm, nhưng mà mệt quá à. Hẹn gặp hai bạn ở tiệm kem nha. Đốm, sao không ăn kem đi mà cứ thè lưỡi hoài làm chi vậy?
mình cũng không biết nữa. Nhưng cứ mỗi lần mình nóng trong người là mình phải thè lưỡi ra để thở. Ê, bạn sao vậy? Ha, con cũng không biết tại sao lại như vậy nữa. Con có biết rằng tất cả họ nhà ta đều thè lưỡi ra để thở khi trời nóng hay không? Tất cả mọi người. Chó là loài động vật có vú, thân nhiệt thường cố định. Nếu nhiệt độ quá cao, chúng ta sẽ phải tìm cách để tản nhiệt, để làm mát cơ thể. Tuyến mồ hôi của họ nhà ta không ở trên cơ thể như nhiều loài khác, mà lại phát triển ở đầu lưỡi. Khi con chạy hoặc khi thời tiết nóng nực, cơ thể con nóng lên, và một cách tự nhiên con sẽ thè lưỡi ra để nhiệt lượng trong cơ thể thoát ra ngoài. Điều đó hoàn toàn bình thường. Ba cũng vậy nữa hả ba? Có mẹ nữa hả? Đúng là như vậy. Giờ thì con đây. Ba ơi ba. Ba ơi. Con đói bụng. Ủa, mẹ đâu con? Mẹ về nhà ông bà ngoại vài bữa. Đốm ở nhà với ba ngoan nha. Yêu Đốm, mẹ. Cảm ơn ba. Ba bị đau đầu hả ba? Ừ. Sao tự dưng mẹ con lại về nhà ông bà ngoại vậy ta? Chắc mẹ lại giận chuyện gì nữa rồi. Ba không nhớ gì sao? Mở cửa, mở cửa. Vậy là mẹ giận, bỏ về nhà bà ngoại mất rồi. Lỡ mẹ giận, bỏ đi luôn không về nữa thì sao? Hôm qua ba bị sếp la, buồn quá nên đi nhậu với bạn. Không ngờ lại làm cho mẹ giận. Đốm ngoan, đi học đi nha. Ba sẽ qua nhà ông bà ngoại, xin lỗi mẹ rồi đón mẹ về. Lỡ mẹ mình bỏ đi luôn thì sao? Đừng có lo, thỉnh thoảng á mẹ mình cũng giận ba bỏ về nhà ông bà ngoại mà. Nhưng lần nào cũng quay về nhà hết á. Nhưng cũng có trường hợp mẹ bỏ đi luôn đó. Cũng không biết được đâu. Mẹ à, Đốm nè. Đốm đi học chưa? Dạ rồi. Mẹ ơi, mẹ về nhà đi. Ba với Đốm nhớ mẹ lắm đó. Tối hôm qua ba buồn quá nên đi nhậu. Mẹ đừng giận ba và Đốm nữa nha. Muộn rồi, Đốm đi học đi nha. Mẹ thương Đốm lắm. Đốm cũng thương mẹ lắm. Ba đã đón mẹ về cho Đốm rồi nè. Ba, mẹ. Vậy mà con có tưởng mẹ bỏ đi luôn rồi chứ. Lần sau ba đừng đi nhậu nữa nha ba. Ba biết rồi. Từ nay ba xin chừa. Thank you.
Giờ thì mình tha hồ ngủ nướng rồi. Ba mẹ ơi, dậy đi, con nó bụng quá rồi. Con ngủ tiếp đi, trời vẫn còn chưa sáng mà. Nhưng mà con ra công viên chơi đá banh không tay to. Trời đất, bà bị cái gì vậy? Trời tối thui như vậy, thấy gì đâu mà chơi. Ơi, dậy đi, thức dậy đi. Ông mặt trời đã thức dậy đâu, bạn đi ngủ tiếp đi. Sáng để con đi học nữa con. Dạ. Để đếm giúp mẹ nha. Được việc ghê, đếm thích bài nhạc này nhất. Đốm, đốm, bình tĩnh, để ba nghĩ cách đã. Bài hát này đúng không? Dạ. Đốm thích bài hát này nhất, mà lại chỉ thích bài này thôi. Mỗi người có một cách yêu nhạc khác nhau,
con không thể chê những bài hát mà người khác thích. Con đã làm âm nhạc bực tức rồi. Dạ. Mình chán bị dứt lung tung lắm rồi. Dạ, ba mẹ có thấy cặp sách của Đốm ở đâu không vợ? Con cố nhớ lại xem nào. Hả? Đến giờ ba phải đi làm rồi. Dạ. Hôm qua mình đi học về. Bữa nay mày bị sao vậy? Chúng ta phải đi học mà. Được rồi, mình xin lỗi. Mình biết là mình không phải với bạn. Từ giờ mình xin hứa sẽ giữ gìn bạn cẩn thận mà. Nếu mà mình nói sai á, lần sau bạn cứ bỏ mình đi luôn cũng được. Thôi, mau xuống đi học nào. Đòn là món gì ạ? Tại sao con lại hỏi vậy? Má, chuyện là như vậy nè mẹ. Con có muốn ăn đòn không? Mẹ ơi, đòn là món gì vậy? À, hóa ra là vậy. Đòn có ngon không? Khi nào mẹ cho con ăn đòn thử nha. Hay là như vậy, bây giờ Đốm tự đi tìm hiểu xem đòn là món gì. Và nếu Đốm vẫn muốn ăn đòn thì mẹ sẽ cho Đốm ăn đòn. Mẹ hứa nha. Mẹ hứa. Bạn có biết đòn là món gì không? Mình đã ăn rất nhiều món rồi, nhưng chưa bao giờ mình được ăn đòn hết đó. Đến bạn mà cũng không biết nữa. Thật là chán quá à. Nhưng bạn có chắc là mình không nghe nhầm không vợ? Chắc mà. Mình còn ghi lại nữa nè. Xin lỗi nha, mình không giúp gì được cho bạn. Không sao, mình sẽ sang hỏi tay to. Nếu bạn được mẹ cho ăn đòn thì nhớ cho mình đăng ký nha. Sao? Bạn có biết đòn là món gì không? À, mình nhớ rồi. Mình đã từng được ăn món này rồi. Thiệt hả? Nó như thế nào? Có ngon không? Bạn ăn ở đâu vậy?
Lâu lắm rồi, một lần nhà mình đi du lịch nước ngoài, ba mẹ có cho mình ăn đòn, ngon lắm. Ngon ra sao? Kể mình nghe đi. Ngon không thể tả được, nó vừa đẹp mắt, vừa ngọt, vừa mát lạnh, còn thơm nữa. Sao nghe giống kem vậy? Cũng hơi giống nhưng ngon hơn nhiều. Mình cảm ơn bạn, bây giờ mình phải về đây. Mẹ ơi, con đã về. Mẹ, con biết đòn là món gì rồi đó. Đòn là món có vị ngọt, mát và thơm, giống như kem nhưng ngon hơn nhiều. Vậy giờ con còn muốn ăn đòn không? Con muốn, con muốn. Mà ăn liền luôn hả mẹ? Tai to nói cái món đó ở nước ngoài mới có. Mẹ đang làm gì vậy? Mẹ đang cho bạn thú nhờ bông ăn đòn nè. Hóa ra là vậy, đòn không ngon chút nào. Giờ con có còn muốn ăn đòn nữa không đớm? Bởi vậy nên ba mẹ không bao giờ muốn cho con ăn đòn. Và sau đây là phần thi của bạn đớm. Khi chú là chú ít con, có hai là hai mắt tròn, chú ngồi trên chiếc la sen, chăm chỉ học bài. La la, la la. Quá ngon, đổi mới hay quá. Ngày hôm qua công nhận đốm hát hay thiệt đó. Đúng rồi đó, mình với tay to ngồi nghe mà mê luôn. Thì bởi vậy mình mới được giải nhất toàn trường. Hôm qua bạn Sơn Ca hát cũng hay nữa. Hay đâu mà hay, bạn Sơn Ca hát cũng bình thường thôi mà. Mình thấy hay chứ bộ, giọng bạn ấy rất là trong trẻo. Nếu Sơn Ca hát hay, sao bạn ấy không đạt giải nhất? Phải rồi, nói chung bạn Đốm hát là hay nhất. Đúng đúng, bạn Đốm của mình là tuyệt vời nhất. Đốm ơi, bài này khó quá à. Bạn gợi ý cho mình làm bài đi. Trời, bài này dễ ơi là dễ. Cần gì mà phải gợi ý? Bạn cố mà suy nghĩ đi chứ. Đốm mà làm thì chỉ có 5 phút là xong. Đốm ơi, bài này mình làm như vậy có đúng không? Trời ơi là trời, bụng bự là bụng bự. Bài dễ như vậy mà bụng bự cố làm sai nữa là sao? Tại mình không biết thiệt mà. Hai bạn sao mà dở quá vậy? Thấy mình không? Làm một chút xíu là xong hết rồi nè. Mình đẹp trai, mình thông minh, mình lực lưỡng, mình chỉ nhanh, mình là siêu nhân. Thôi, tụi mình về nhà nhờ ba mẹ giúp đây. Ủa, không học nữa hả? Sao về sớm quá vậy hai bạn? Tụi mình ngốc lắm, không dám học chung với thiên tài đâu. Ủa, tai to với bụng bự đâu rồi con? Dạ, hai bạn đó về nhà rồi mẹ. Sao đang cùng học với nhau mà hai bạn đó lại đi về? Tai to với bụng bự học dở lắm, con không muốn học chung chút nào. Đốm nè, nếu như ai đó chê con học dở hoặc là chê con hát không hay thì con có buồn không? Dạ, có chứ. Nếu như con gặp khó khăn, cần các bạn giúp đỡ mà các bạn lại không ai chịu giúp thì con thấy thế nào? Dạ, con sẽ rất là buồn. Tai to và bụng bự về nhà không học chung với con nữa là do hai bạn cảm thấy buồn khi bị con chê đó. Mẹ nghĩ con nên đến nhà xin lỗi hai bạn ấy và cùng hai bạn ấy làm bài. Dạ, con sẽ đi liền. Mẹ cho con dĩa trái cây này luôn nha. Con làm quà để xin lỗi hai bạn. Cảnh đẹp quá, mùa này hoa nở đẹp quá ha. Ừ, đẹp thiệt đó. Nhưng không đẹp bằng vườn nhà mình. Vườn nhà mình mùa này cả lá xanh muốt, củ nào củ nấy bự ơi là bự luôn. Xí, sao bằng nhà mình được? Nhà mình mùa này hoa muốt nở tím cả vườn, đẹp ơi là đẹp.
Nhà mình có đủ hết. Ba mình trồng rất nhiều hoa. Ngày nào mình về cũng hái cho mẹ một bó để cắm. Đẹp lắm. Trong vườn nhà mình có một ao cá rất lớn. Buổi chiều mình và ba ra ao câu cá về nướng ăn. Ngon ơi là ngon. Trước nhà mình thì ba mình trồng rất nhiều me. Mùa này me chín dốt ăn. Vậy thì trước nhà của đốm có gì nè? Nhà mình... Bạn quên rồi sao Tái To? Vườn nhà đốm đâu có gì ăn được đâu. Đúng rồi, leo leo. Leo 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 leo. Đốm, con nhìn nè. Quà của con với ba trồng trước nhà đẹp chưa? Không đẹp tí nào hết. Hôm nay con sao vậy? Sao vườn nhà mình ba không trồng cây gì ăn được hết vậy? Làm con bị các bạn cười. Con trai, sao con lại nói như vậy? Trước đây ba con đã trồng cho con rất nhiều cây trái mà. Ba dặn con trông coi chúng, tưới cho chúng. Đốm, ba vừa mới trồng xong cho con một vườn cây. Con phải chăm sóc cho nó mỗi ngày, tưới nước cho nó, nghe chưa? Cây cao cây lớn cây xanh lòng mình quá vui. Cây ơi sau này mau lớn để ta được nhờ. Ôi sao hôm nay không ai tưới nước cho chúng ta? Ôi khát nước quá, khát quá đi mất. Rồi sao nữa hả đốm? Dạ con không chăm chúng nên chúng đỡ. Con à, nếu con chỉ trồng cây mà không chịu bón phân tưới nước thì nó sẽ chết. Nếu bỏ cuộc giữa chừng thì ba chắc chắn là con chẳng bao giờ có được kết quả như mong muốn đâu. Dạ con biết rồi mẹ. Sau này làm bất cứ việc gì con cũng sẽ cố gắng đến cùng, không bao giờ bỏ cuộc. Con trai ngoan, con hiểu được như vậy thì mẹ rất là vui. Cộng là hai, hai nhân hai là bốn. Tai To và bụng bự làm gì mà tập trung quá vậy? Tụi mình đang ôn bài. Sắp thi rồi, mình lo quá. Hay là tụi mình học nhóm đi. Được đó. Được đó. Nếu học nhóm thì tụi mình cần một nhóm trưởng. Hay bây giờ mình chơi quấn xù xì đi. Ai thắng người đó là nhóm trưởng. Đồng ý. Đồng ý. Quán tù xì. À, mình thắng rồi. Mình là nhóm trưởng. Tay To và bụng bự nghe lệnh. Chiều nay 2 giờ tới nhà nhóm trưởng họp nhóm. Dạ, tôi lệnh nhóm trưởng. Giờ này mà còn chưa tới nữa. Chưa tới 2 giờ mà con. Dạ, con chào bác. Lần sau Tay To và bụng bự đi sớm hơn nha. Mình chờ nãy giờ. Thôi, các con lên phòng học bài đi. Học xong rồi xuống ăn trái cây nha. Dạ. Nè, bà này phải làm như vậy nè. Hai bạn hiểu chưa? Không hiểu. Không hiểu. Hai bạn chậm hiểu quá. Bài dễ như vậy mà không giải được. Không phải. Trời ơi, hai bạn làm sai hết rồi. Mình làm đúng mà. Mình cũng làm đúng mà. Ở đây ai là nhóm trưởng? Thôi, tụi mình về đây.
Ừ, hai bạn về đi, mình cũng hôm nay một chung nữa. Tai to và bụng bự hôm nay không tới học hả con? Dạ, chắc hai bạn giận con luôn rồi. Sao hai bạn lại giận con? Dạ, tại vì con nóng nảy, đáng lẽ con phải giúp hai bạn học tốt hơn. Con nhận ra lỗi như vậy là tốt rồi. Mẹ có một cách này giúp con nè. Cách gì vậy mẹ? Con qua xin lỗi các bạn, rồi sẵn học chung với các bạn luôn. Dạ, bây giờ con đi liền. Thơm quá. Wow, nhìn ngon quá. Đây là mì hải sản, mẹ làm cho con đó. Con cảm ơn mẹ. Con rửa tay chưa vậy? No quá, mì hải sản đúng là tuyệt vời. Để nhớ coi. À, có tôm nè, có cua nữa nè, mì, rau, cà rốt. Xong, bây giờ mình đi mua đồ thôi. À, phải nhờ tay to và bụng bự giúp mới được. Này đâu nè. À, không được để rau vào trước. Ui da, mình mới đứt tay rồi nè. Ôi, mình bỏ nhiều muối quá rồi. Mùi gì mà khét dữ vậy? Không biết có ăn được không nữa. Không biết ngon không, nhưng chắc mẹ đốm sẽ rất vui. Đúng rồi đó, vì đây là tấm lòng của đốm mà. Thôi, tụi mình về ăn cơm đây. Cảm ơn tay to và bụng bự nhiều nha. Không có gì, chúc bạn thành công nha. Đốm ơi, mẹ về rồi nè. Trời ơi, cái gì vậy nè? Đốm. Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật mẹ. Con nấu món mì mà mẹ thích nhất nè. Chắc là không ngon, mẹ đừng chê mẹ nha. Mẹ ơi, mẹ sao vậy mẹ? Mẹ không sao, mì của đốm nấu ngon lắm. Thiệt hả mẹ? Quá, vậy mà mẹ kêu ngon. Mẹ thấy ngon vì mẹ cảm nhận được tấm lòng của đốm đó. Cảm ơn con nha. Hôm nay mình và bà con có một món quà bất ngờ dành tặng cho bạn. Hả? Quà gì vậy? Bạn sẽ biết ngay thôi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. À, thích quá. Wow, hay quá, mình rất thích. Cảm ơn hai bạn nhiều. Mà con đánh đàn hay quá. Bạn học từ khi nào vậy? Mình học được gần 3 tháng rồi. 3 tháng mà biết đánh đàn? Vậy đánh đàn có dễ học không? Nếu thật sự thích thì mình sẽ làm được. Ba mẹ ơi, con muốn học đánh đàn. Sao tự nhiên đốm lại muốn học đánh đàn vậy? Con đi sinh nhật bụng bự, bọn con đánh đàn guitar hay lắm, con rất thích. À, như vậy sao? Vậy đốm muốn học đàn guitar luôn à? Dạ, con muốn đánh guitar giỏi như bạn bò con. Vậy đốm có biết học đàn rất khó không? Dạ, bà con nói chỉ cần mình thích là mình sẽ làm được. Thôi được rồi, ba mẹ sẽ mua cho đốm một cây guitar.
Yeah, thích quá. Chỉ sợ con không kiên nhẫn thôi. Không đâu mẹ. Mẹ đi văn, ta siêng năng tập đàn, yeah. Trời ơi, cái này là con đang quánh đàn, chứ con đâu có đánh đàn đâu. Phải học từ cơ bản chứ con. Cơ bản là sao vậy mẹ? Có nghĩa là bắt đầu từ từng nốt nhạc, đồ, rê, mi, pha, son. Hả? Chỉ từng nốt hả? Không phải cả bài hả mẹ? Không phải, bây giờ con hãy chịu khó bắt đầu với từng nốt nhạc nha. Dạ, để con thử. Đồ mi mi, đồ rê, pha pha rê. Trời ơi, mệt quá. Sao mà chán vậy nè? Thôi, mình ra ngoài rủ các bạn đi chơi thôi. Chỉ sợ con không kiên nhẫn thôi. Không được, mình phải cố gắng, không được phụ lòng ba mẹ. Mi mi mi, mi mi mi, mi son đồ rê mi. Ao, đau tay quá. Ba mẹ ơi, nhìn nè, tay đốm sưng hết rồi, đau quá, đốm không học đàn nữa đâu. Ủa, ba mẹ cứ tưởng là đốm đã biết học đàn guitar sẽ rất đau tay rồi đó chứ. Nhưng đau tay lắm ba mẹ, đốm không làm được. Nhưng rồi đốm sẽ quen thôi. Toàn là đồ rê mi, còn lâu lắm đốm mới đánh đàn được. Thôi được rồi, tạm thời ba sẽ mang cây đàn này đi cất. Sau này khi nào đốm muốn học thì ba sẽ lấy ra nha. Từ nay đốm sẽ suy nghĩ kỹ hơn và không vội vàng đòi mua nhiều thứ nữa ba. Đã có một sự kiện rất lạ lùng xảy ra. Tại sở thú đã không còn một con thú nào. Các bạn, chúng ta phải đi theo nó, bám chặt vào. Kỳ tiền kỷ Jura, cách thời hiện đại 160 triệu năm trước đó. Ơi chơi bác, vậy là cùng thời với khủng long nhỏ phải không? Khủng long nhỏ ơi, khủng long nhỏ, tụi mình đây nè. Cùng thời gian nhưng vị trí có thể khác nhau, nên mình nghĩ không có khủng long nhỏ ở đây đâu. Chưa tìm sao biết được, chúng ta đi tìm thử xem. Các bạn có nghe âm thanh gì không? Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao? Chúng bị biến thành robot bởi chiếc máy kia rồi. Nhưng sao lại có cái máy này ở đây? Ai đã làm điều đó? Giấc mơ bá chủ địa cầu của ta không còn xa nữa. Với sức mạnh của đội quân động vật khổng lồ này thì ta sẽ là vô địch. Chúng bị biến thành robot bởi chiếc máy kia rồi. Nhưng sao lại có cái máy này ở đây? Ai đã làm gì đó? Ha 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 ha
Cư dân địa cầu không bao giờ để cho My thực hiện được điều đó đâu. Dạ, thật yếu đuối như các ngươi mà đòi chống lại ta. Biết phun thì mau mau nhân tạo nhiều chất emo cho ta, còn không thì... Kìa bác, đừng để tên X nghe thấy. Đừng trách ta độc ác, đừng ngoan cố nữa, hợp tác đi. Không bao giờ ta tiếp tay cho ngươi hại người đâu. Không, không, ta đâu có hại. Ta chỉ thay thế bằng những cư dân mới tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn và biết nghe lời ta. Không bao giờ máy móc lại có thể thay thế được con người, uổng công vô ích. Chất emo mà ngươi đã tạo ra cho cư dân của ta, cư dân của ta sẽ bất tử. À, sao lại như vậy? Nó bị kích động đó. Thành ít đã kích điện em ấy rồi, chắc là em ấy đau lắm. Ui da, đau quá. Hình như đó là khủng long con của chúng ta kìa. À, thì ra tiếng hình đó là do mi gây ra. Năng lượng gì là đủ rồi. Mày sắp ở vô địch của ta. Ba ba, ba là bác. Bác có nghe thấy con gọi không? Ba bị ngất xỉu rồi. Giờ phải làm sao? Ba bị ngất xỉu rồi. Giờ phải làm sao? Mình phải về trong nơi đi cứu ba. Không vào rồi đâu rớt. Phòng nó kiên cố lắm. Mình có lấy từ phòng thí nghiệm mấy viên thuốc tan chảy nè. Chất liệu nào cũng tiêu hết. Tấn công bọn gốc cho ta. Tay to, bắt thuốc tăng chảy mà tôi nói đi. Trời ơi, U Bự, đây là viên thuốc cuối cùng đó. Mình chỉ mang có mấy viên thôi, sử dụng hết rồi.
mấy con thú sẽ làm hại các bạn của con mất. Dennis đã cho các con thú uống chất emo mới một ngày thôi, cho nên các con thú chưa thể tự điều khiển được. Giai đoạn đầu của chất emo chỉ là những hành động bắt chước từ hành vi mẫu mà thôi. Nào các con, hãy thuần phục đám thú hung dữ ấy bằng tình yêu thương của mình. Hãy yêu thương chúng đi. Làm sao yêu thương được bác? Nó đang chuẩn bị ăn thịt của con nè. Thôi xong rồi. Ngày mai đã đi học lại, mà bài tập thì chưa làm xong gì hết. Ai biểu ở nhà không lo làm? Trời ơi là trời. Mấy bạn đang làm phải không? Cho mình copy với. Không dám đâu, tự làm đi. Trời ơi, bây giờ làm sao mà kịp nữa chứ. Nè, ăn cái này đi, rồi làm bài. Còn nhiều thời gian mà. Ý, sô-cô-la. Ăn rồi thì làm bài đi. Sô-cô-la có tác dụng kích thích não á. Xong. Oh yeah. Mình không ngờ sô-cô-la lại có tác dụng thần kỳ đến như vậy. Mình đã bảo rồi mà. À, bạn có biết 2/3 sản lượng sô-cô-la trên thế giới được sản xuất ở Tây Phi không? 59 người trên khắp thế giới sống là nhờ vào các hoạt động liên quan đến sô-cô-la á. Vậy ước mơ sau này của mình sẽ là làm chùm sô-cô-la trên toàn thế giới. Ước mơ bắt đầu từ bây giờ. Sô-cô-la hả, là sản phẩm được chế biến từ cây hạt cacao đó. Bạn trồng cây cacao, chứ bạn trồng hạt sô-cô-la thì làm sao lên được cây chứ? Thì ra là vậy. Vậy giờ mình ra vườn của bác bò vàng trồng thử đi. Sao không trồng ở vườn nhà đốm? Vườn của bác bò vàng đất rất tốt, trồng sẽ nhanh có trái hơn á. Ê, mình nhớ là vườn này bác bò vàng đang trồng cây cà chua mà. Mình nghĩ là không nên tự tiện vào vườn của người khác đâu. Bạn cứ yên tâm, trồng cây cacao thì lời hơn là trồng cây cà chua. Bác bò vàng sẽ không nói gì đâu. Oh yeah, xong rồi. 2 ngày nữa mình quay lại xem cây lên chưa. Thế nào bác màu vàng cũng la cho coi. Ủa sao chưa có lên cái cây nào hết vậy? Trời ơi, vườn cây cà chua của tôi. Bác yên tâm, con trồng cà cao cho bác, bảo đảm bác lời hơn trồng cà chua. Vườn của bác muốn trồng gì thì bác trồng, con cũng không được phép vào khi mà chưa xin phép. Tụi con lại gây ra chuyện gì rồi? Anh coi, vườn cà chua nhà tôi bị tụi nhỏ phá nát lên hết trơn rồi nè. Còn đem gieo hạt ca cao xuống nữa. Biết suy nghĩ, ước mơ là tốt, nhưng mà bất cứ tài sản gì của người khác, dù lớn hay là dù nhỏ, thì con cũng phải xin phép người ta mới được sử dụng chứ. Chưa kể, chưa rành gì hết đã làm, hóa ra hư hại. Dạ, tụi con đã biết lỗi rồi. Tụi con xin lỗi bác bò vàng. Nhiệm vụ lần này rất khó khăn, bụng bự và tay to, phải cố hết sức, cảnh giác cao độ thì chúng ta mới thành công được đấy chứ. Đốm an tâm đi, mình sẽ làm được. Còn mình thì đốm lo gì chứ, mình luôn là người nhanh nhẹn nhất mà. Được rồi, bây giờ tay to đứng đây cảnh giác nha. Khi nào có động thì báo liền. Còn bụng bự hãy đứng dưới gốc cây để nhặt nha. Đốm leo cẩn thận nha. An tâm đi, mình trèo giỏi lắm, đừng có lo. Lượm nè bụng bự. Ôi, quá trời ổi chín luôn. Ngon quá là ngon luôn. Ôi, hoa đẹp quá. Cái đám nhóc phá phách này, dám vào đây ăn cắp ổi hả? Thì ra là có cả 3 đứa. Lần này thì coi bộ ngon rồi đây. Sao bảo tay to cảnh giác mà? Mình bụng bự cũng lo ăn không à.
Giờ làm sao? Chạy chứ sao. 1, 2, 3. Nè, bà đứa nhóc kia. Cả ba đứa dám đi ăn cắp ổi sao? Còn không biết xin lỗi mà bỏ chạy nữa. Kỳ này là chết chắc rồi. Ba, tay cho tụi con đi ba. Chỉ có bạn đốm hái thôi, con đâu có hái đâu. Bác tha cho con đi mà bác. Tha sao được mà tha? Phá nát cây ổi của tôi rồi mà, không còn một trái. Lại còn có ý định bỏ trốn. Học trò gì mà dữ vậy? Lần này không phạt nặng tụi con sẽ không chừa mà. À, thành thật xin lỗi anh. Anh có thể cho tôi mượn chiếc roi của anh không? Thôi chết rồi. Ta không thể tha thứ cho lỗi này của tụi con được. Ba ơi, tụi con mỏi quá. Đứa nào mà làm rớt sẽ bị ăn đòn ngay. Cả ba đứa lần lượt nói cho bà biết là tụi con phạm lỗi gì. Dạ, là trộm cắp của người khác. Rồi gì nữa? Dạ, leo trèo cây cao là nguy hiểm. Chưa hết. Dạ, không biết xin lỗi còn bỏ chạy. Anh ơi, hôm nay ngoài chợ bán ổi ngon quá, em mua nhiều lắm nè. Ủa, các con đang chơi trò giữ thăng bằng hả? Lạ quá. Biết vậy đâu ăn trầm ổi làm gì? Giờ không được ăn là cắn chắc rồi. Xuất phát. Bé nè. Mình thắng rồi. Mình cũng vậy, không cần một cái nào luôn á. Vui quá. Vui gì mà vui, không vui thế nào á. Hai bạn cao, còn mình thấp. Chơi cái này không công bằng gì trơn á. Ai biểu bạn thấp làm chi? Bạn cao là được rồi. Mình đâu muốn đâu. Tại mình cao không có được chứ bộ. Trời, tại bạn ngủ nướng quá nên không cao thôi. Sao ngủ nướng lại không cao? Đúng rồi đó, con nít chỉ ngủ từ 8 đến 10 tiếng thôi. Ngủ nhiều quá không cao được đâu. Vì sao lại không cao? Vì mỗi khi ta ngủ, có hai vị thần sẽ canh cho chúng ta. Nếu ngủ nướng quá, hai vị thần sẽ đánh cho chúng ta lùn luôn á. Xạo, làm gì có. Ừ, đúng vậy đó. Không tin á thì bụng bự ngủ hoài xem có cao được không. Nghe hai bạn nói mình mắc cười quá. Thôi không chơi nữa đâu, mình về ngủ đây. Lại ngủ nữa hả? Bụng bự, dậy đi con. Ngủ nướng quá vậy con? Con không có dậy đâu. Thiệt là hết nói nổi mà. Dậy đi con trai. Dậy nào con trai. Con trai cưng. Mệt quá. Kêu cả buổi mà nó cũng không chịu dậy. Múa thiếu điều muốn tắt thở mà nó cũng không chịu dậy nữa. Vậy phải làm sao? Ngủ gì mà ngủ quá trời quá đất. Giờ chỉ còn một cách thôi. Hình phạt cho kẻ ngủ nướng. Thả tay ra, thả tay ra. Gì vậy bụng bự? Mẹ ơi, hồi nãy có hai vị thần lấy đá đè người con lại. Mẹ ơi, có phải là hai vị thần đó đè nên con nhỏ xíu hoài không mẹ? Chỉ là nằm mơ thôi, không có chuyện gì đâu. Nhưng nếu ngủ nhiều quá, không vận động thì con sẽ không bao giờ lớn như các bạn đâu. Do đó, con chỉ nên ngủ đủ giờ thôi. Con đi ngủ đúng giờ và thức đúng giờ thì con sẽ cao thôi. Từ nay con sẽ dậy khi mẹ đánh thức để cùng tập thể dục cho cao nha mẹ. Đúng rồi đó con trai của mẹ. Nè,
nóng quá. Trời gì mà nóng quá. Nóng như vậy, cây cỏ héo hết, mốt lấy gì mà ăn đây? Mà làm như có ai giấu mưa đi hay sao á? Mấy tháng rồi không có thấy một giọt mưa luôn. Chính xác. À! Hả? Chú nói chính xác là sao? Bộ có người giấu mưa đi được hả? Đúng rồi, ta nghe nói có một bà phù thủy đã giấu tất cả mưa vào trong cái hộp, nên dạo này không còn giọt mưa nào nữa rồi. Hư câu, làm sao có chị giấu hết mưa vào trong cái hộp được? Mấy chú em không tin thì thôi, bây giờ ta đi tới hang ổ của một phù thủy đây. Muốn đi thì đi cùng. Giờ sao, có đi theo không? Thấy hư câu quá. Thôi kệ, đi thử cho biết. Đi thử cho biết. Nếu thấy gì nguy hiểm thì mình chạy về. Lựa chọn sáng suốt đó. Ngồi lên đây ta chở đi cho nè. Vậy là đúng rồi. Đúng là bà phù thủy nhốt hết mây vào trong cái hộp làm khô hạn rồi. Bây giờ mấy đứa bất ngờ ra giật cái hộp đi, ta sẽ hỗ trợ. Ừ. Trả lại cho ta. Trả lại cho ta. Bố mở chụp lấy. Yes. Đã chụp được rồi. Ngươi đừng có hòng. Mưa bây giờ là của ta. Từ bây giờ ai muốn có mưa thì phải trả tiền cho ta. Mau trả lại đây. Mưa là của mọi người chứ không có riêng ai hết. Không có mưa là đất đai khô cằn thì có chết hết. Chỉ có những người ích kỷ mới giấu cho riêng mình thôi. Hóa ra bao lâu nay mình đã ích kỷ như vậy sao? Trò đáng đời. Đẹp quá. Ta lấy hết mưa cũng chỉ muốn tạo cầu vồng, làm hoài mà không được. Cuối cùng nó lại xuất hiện ở đây. Vì những thứ đẹp nhất chỉ xuất hiện khi ta chia sẻ với mọi người. Đúng rồi. Mưa to ghê ha, lâu lắm rồi mới thấy mưa lớn như vậy. Không biết một lát nữa hết mưa có cầu vồng không ha? Chắc là có thôi. Mưa to như vậy, trứng cầu vồng chắc chắn sẽ nở. Wow, không có gì thích thú bằng cảm giác mới mưa xong. Ê, có cầu vồng thiệt kìa. Đẹp quá ha. Hình như có cái gì lạ lạ. Sao cầu vồng này chỉ có 6 màu thôi? Cầu vồng thường là có 7 màu mà đúng không? Hả? Màu tím nó mất tiêu rồi. Chuyện gì xảy ra với màu tím rồi? Không biết nữa. Chắc là chúng ta phải đi tìm hiểu thôi. Khởi hành thôi. Nhưng làm sao tìm được màu còn lại bây giờ? Thì mình cứ đi theo cầu vồng thôi. Tới cuối chân cầu vồng chắc chắn sẽ có lời giải đáp. Sắp tới rồi. Tới nơi rồi. Bây giờ mình đi lại mấy chiếc trứng cầu vồng xem có con gì ăn mất nó không. Không muốn xa mẹ đâu. Ngoan nào con trai, con đã lớn rồi, con phải ra đó với các anh chị của con chứ. Nhưng mà không có mẹ thì buồn lắm. Xin chào trứng tím, anh là Đốm. Anh tới đây để tìm hiểu tại sao cầu vồng trên kia chỉ có 6 màu thôi. Thì ra em còn ở đây. Cầu vồng có 6 màu thì làm sao hả anh? Anh nghĩ là mỗi người đều có trách nhiệm riêng của mình.
nhiệm vụ hiện tại bây giờ của anh là học thật giỏi, để sau này lớn lên thành một người có ích. Còn em, anh nghĩ nhiệm vụ của em là ở trên kia kìa, mang vẻ đẹp tới cho muôn loài. Nếu em cứ mãi trốn với mẹ thì cầu vồng sẽ không bao giờ đẹp nữa. Có đúng vậy không hả mẹ? Đúng rồi đó con trai, mẹ con mình vẫn có thể gặp nhau ở trên trời mà. Tạm biệt các anh, hẹn gặp mẹ ở trên đó. Tạm biệt. Trả lại cho mình, trả lại đây. Không đời nào. Để coi, giờ đốm chạy đi đâu nữa. Đưa đây cho mình nhanh. Không được, bạn không được ăn nó. Đưa đây, đưa đây. Không được, nói không được không mà. Thôi được rồi, mình có cách này. Cách gì? Giờ chúng ta tỉ thí đi, ai thắng quả trứng sẽ thuộc về người đó. Cũng được, vì công lý, vì lẽ phải, hôm nay mình sẽ thắng bạn. Chúng ta thi xem ai hái được trái chính đó, trứng sẽ thuộc về người đó. Được thôi. Mình sẽ thắng một bự rồi. Không thể thua đốm được. Ôi, không. Tai to, sao bạn lại đến đây? May quá, không sao rồi. Một bữa xấu tính quá à. Sao hai bạn lại đánh nhau như vậy? Mình nhặt được quả trứng, mình định làm ốp la, đốm lại giành mất. Sao đốm kỳ vậy? Đây đâu phải là trứng gà công nghiệp mẹ mua chứ. Đây là trứng chim rừng. Rủi, nó sắp nở thì sao? Nếu chúng ta đập ra thì chim non sẽ chết. Đốm nói có lý đó. Chúng ta cần nhờ ba đốm xem coi nó có con chim non bên trong không, rồi hãy ăn. Không được, mình đang thèm trứng mà. Gì? Đây. Ở chứ mình. Lần này thì nát chắc rồi. Chú chim đẹp quá à. Mình đưa nó đi tìm mẹ của nó đi. Chú chim dễ thương quá à, cho mình xem với. Hả? Bạn là kẻ xấu, tham ăn. Xem chút là bạn đang ăn thịt chim non rồi đó. Đáng lẽ thấy trứng chim rơi khỏi tổ, bạn phải tìm cách trả về. Đằng này muốn chiên ốp la nó. Tại mình thèm. Hả? Thà ăn, xúc tính. Mình biết tổ chim ở đâu nè. Vậy chúng ta đi. Nè, mình biết sai rồi mà. Hai bạn nghỉ chơi với mình hả? Hành tinh này nhìn cũng đẹp đó. Ta sẽ chiếm lấy nó. Ý, hãy đỡ cú ném xem xét đây. Ôi, ném cao vậy, ai mà đỡ cho nổi. Ây da, có vật thể lạ tấn công. Hồi nãy mình ném đi đâu vậy ta? À, đây rồi, làm tìm nãy giờ. Mày tìm gì mà tìm cả buổi vậy? Đúng đó, ném cho mạnh vô rồi đi tìm mất thời gian ghê. Ném mạnh có chút xíu à, mà mấy bạn cằn nhằn quá à. Các người dám ném phi thuyền của ta hả? Tông vào bể nít luôn.
bạn cố tình ném trúng mình phải không Bụng Bự? Ủa, đâu có đâu, mình rõ ràng là ném lên trời mà. Từ nay mình sẽ không thèm chơi với bạn nữa. Mình mà thèm chơi với bạn hả? Thôi mà, đừng có bỏ xì nhau mà. Cư dân trái đất thật là dễ chia rẽ. Cứ thế này thì ta sẽ thông tỉnh trái đất sớm thôi. Không lẽ bắt được rồi. Hai bạn thôi đi, là do tên này nè. Các người mau thả ta ra, ta phải chiếm lấy trái đất. Ồ, vậy là mình lấy lộn cái đĩa bay của tên này hả? Và chính hắn cũng khai là đã điều khiển cái dĩa tông vào đầu mấy bạn. Ờ, vậy là mình trách nhầm Bụng Bự rồi. Thả ta ra. Sao các người không cãi lộn nữa đi? Cãi lộn mất đoàn kết để người thừa cơ chiếm lấy trái đất hả? Còn lâu. Người trái đất bọn ta đoàn kết lắm. Vì đoàn kết là sức mạnh. Ngươi thua rồi. Ăn bánh mì với bơ hoài à? Chán ngắt. Thôi ráng đi, chứ mật ong mùa này mẹ mình nói mua không có đâu. Mấy bạn nghe tin gì chưa? Có người tìm ra vị trí của tổ ong khổng lồ rồi đó. Tổ ong khổng lồ? Ồ, là nơi có loài tổ ong khổng lồ hả? Đừng nói là bạn tính lại đó chơi nha. Bộ ông sợ ông chích hả? Hôm bữa bị ông bình thường chích là nát cái mông rồi. Bây giờ ông khổng lồ chích một cái chắc bị xịt mỡ luôn á. Nhưng mà ở đó sẽ có những bánh mật ong khổng lồ luôn. Có khi mình còn bơi cho mật ong nữa chứ. Được đó, hai đứa mình đi đi. Ê, đừng có đi, nguy hiểm lắm. Yên tâm đi, lát về bọn mình chia cho một tí. Mình đã có cách lọt vào tổ ong mà không bị phát hiện. Cái khăn tàn tịch của ba bạn lợi hại quá à. Chứ sao nữa, phát minh mới của ba mình đó. Thôi, tìm mật ong lẹ rồi rút đi. Đánh nhanh thắng nhanh trước khi bọn ông phát hiện. Ghi rồi, xông lên. Quân đâu? Bắt thì thay nơi xâm nhập rồi nè. Thôi tiêu rồi. Dám lẻn vào đây để lấy mật ong hả? Khác gan lắm. Vào nhà khác không xin phép, có gì trăn trối nữa không? Mai mốt con không dám lẻn vào nhà người khác nữa đâu. Lấy vào nhà người khác lấy đồ là ăn trộm, xấu lắm. Thôi con chờ rồi, sao không có nữa đâu. Có chưa thật không? Dạ chưa rồi, chưa rồi. Tôi cảm ơn chị đã dạy cho tụi nhỏ một bài học ha. Không có gì, giáo dục các em là điều nên làm mà. Thì ra là như vậy. Mạnh lên nữa một bữa ơi, mạnh lên. Ủa, bạn không chế xích đu với tụi mình hả ta to? Thôi, mình đi xem hoa. Trời ơi, chán chết. Bạn không thử làm sao biết chán chứ? Vậy thì mình thử. Ôi giời, hết mình chơi xích đu một mình.
mình tìm được cỏ bốn lá nào. Wow, người ta nói cỏ bốn lá này á hên lắm á. Nghe nói lá cỏ thứ tư tượng trưng cho sự may mắn, lá cỏ bình thường chỉ có ba lá thôi. Ồ, vậy hả? Ồ, phí giảm giá pizza 80% lận. Cỏ này hên thiệt đó nha. Tào lao, trùng hợp thôi. Bạn còn nói là trùng hợp hả? Ê, sao bạn hên quá vậy? Cho mình mượn cộng cỏ xíu đi. À, mình xin lỗi bụng bự với nhau. Nhưng mà để mình chạy về khoe với mẹ mình trước đã. Có cùng cỏ này rồi, từ nay ta không sợ bất kỳ cái gì hết. Cả lớp cất tập, chúng ta sẽ làm bài kiểm tra. Đốm, bạn học bài chưa? Đã có cùng cỏ may mắn rồi, mình đâu cần phải học bài. Trời ơi, sao không hiểu chữ nào hết vậy? Con học hành thế nào mà kiểm tra được có một điểm vậy hả Đốm? Dạ, tại con có cụm cỏ bốn lá may mắn, nên con nghĩ con không cần phải học bài. Trời ơi, có cỏ bốn lá là con không học bài hả? Không có thứ gì trên đời này đem lại may mắn hết. Mọi thành công phải từ nỗ lực, cố gắng mà có được. Nhưng mà có lúc gặp may thiệt mà. May mắn hay xui xẻo chỉ là do cách chúng ta nghĩ về sự trùng hợp. Bạn bè học bài rất nhiều được 10 điểm, con không học chữ nào cũng được 10 điểm. Con có thấy công bằng hay không? Dạ, con hiểu ý mẹ rồi. Sau này con sẽ không ỷ lại vào bất cứ thứ gì nữa, mà sẽ tự cố gắng đạt được điều mình muốn. Chết nè. Mày dám chạy đâu? Ồ, con gián. Con gián bò đâu rồi Đốm? À, dạ, hình như nó chạy ra ngoài cửa rồi đó mà. Con gián đâu? Con gián đâu rồi? Hả? Con gián nhìn cũng dễ thương mà ta. Sao mẹ lại ghét con gián vậy ta? Nhìn cũng giống con dế hay cào cào thôi. Mình nghe tivi nói mỗi loài đều có nhiệm vụ của mình trong hệ sinh thái. Chắc là gián phải có nhiệm vụ gì đó, đúng không? Bạn nói đúng đó. Chắc là mình phải bảo vệ loài gián thôi. Có chuyện gì vậy? Bạn cho mình mượn cái nhà búp bê của bạn được không? Mấy bạn đợi mình xíu nha. Ủa, mà mấy bạn định làm gì vậy? Tụi mình nuôi con này nè. Hình như phụ nữ ai cũng sợ gián. Được rồi, mấy bạn dám nuôi gián hả? Bây giờ bạn đã có nhà riêng rồi, bạn muốn làm gì cũng được, không sợ ai phá hết. Trời đất ơi, ở đây mà nhiều gián quá vậy. Trời ơi, ai cứu tôi vậy? Hey, biệt đội tiêu diệt gián đã có mặt. Chết nè. May mà có các mẹ với dây to cứu đó. Còn hay quá ha, dám nuôi con gián. Con có biết là con gián là loài côn trùng mang mầm bệnh cho con người hay không? Dạ, tại tụi con cũng phải bảo vệ đa dạng sinh học. Đúng là mỗi loài đều có nhiệm vụ của mình trong hệ sinh thái. Nhưng nhà ở không phải là nơi để nuôi gián. Giống như con người thì không thể sống ở dưới nước vậy đó. Con biết chưa? Dạ, bây giờ tụi con hiểu rồi. Sau này
con sẽ không nuôi những loài có hại trong nhà nữa. Mấy bạn có thấy lúc nãy không? Mình được cô Tiên Dương trước lớp vì đã giúp đỡ được người khác á. Cũng bình thường thôi. Nếu mình gặp ai cần giúp đỡ thì mình giúp thôi. Tại mình không có gặp. Bụng bự hơn thôi. Trời ơi, xe gì mà nhiều quá vậy nè. Ý, có bà cụ cần qua đường kìa. Đâu đâu đâu. À, thấy rồi. Mình tới trước để mình dắt bà qua đường. Nhưng mà mình thấy trước. Nhưng mà mình có cách hay nhất để dắt bà qua đường. Cách gì? Quay sang đường. Sức, không có vụ xe tự né mình đâu. Xe tông thẳng vào mình thì có. Ủa, vậy chứ bạn có cách gì hay hơn không mà nói mình? Giơ tay xin đường. Đó, chính là như vậy đó. Ý trời ơi, mấy đứa nói cái gì mà ghê quá vậy? Rồi lỡ tài xế ngủ gục hay không để ý tông trúng mình thì sao? Hả? Thôi, mấy cách đó bà sợ lắm, bà không qua đâu. Vậy thì bà cứ để con, con biết cách qua đường chắc chắn nhất nè. Bà cần qua bên kia mà đớm. Bạn dắt bà đi vòng vòng ở đâu vậy đó? Ồ, thì ra là vậy. Cảm ơn cháu bé. Đúng là cách qua đường này là tốt nhất. Dạ, ông Bác Chi, con chờ bà. Cách qua đường an toàn nhất đó chính là chờ đèn đỏ. Khi đó dòng xe đứng lại, mình chỉ việc đi qua thôi. Tuy có hơi mất thời gian, nhưng lại là cách an toàn nhất. Đớm, bạn hay quá ha. Lần sau, mọi người nhớ qua đường bằng cách này nhé. Đừng có gì lười một xíu mà bị xe hung bể mông đó. Mấy bạn đoán xem, người đó đang làm cái gì mà lây hoay nãy giờ vậy? Chắc là ăn húng tiêu nên đau bụng đó. Tìm chỗ giải quyết đi. Bạn làm như ai cũng như bạn á. Tối ngày ăn với uống. Vậy thôi, lại hỏi thử cho biết. Biết đâu mình giúp được gì cho người ta thì sao? Chú ơi, tụi con giúp gì được cho chú không? Oh, sorry, I can't speak your language. Oh. Thì ra là người nước ngoài, nhưng tụi mình đâu có ai biết nói tiếng Anh đâu. Mấy bạn để mình. Mình hay nghe ba mình nói tiếng Anh lắm á. We want to help you. Oh, thank you very much. I want to go to the museum, but I don't know the way to go. Can you show me the way? I thôi, bỏ tay. Không biết nói gì hết đó. Vậy mà làm thế ghê. Ông nói ông bị đau bụng chứ gì. I don't understand what you're saying. Dù toilet. No toilet. Museum. Museum. Cái gì mà miêu miêu. Không hiểu gì trơn á. Bây giờ sao mấy bạn? Giờ phải làm sao chỉ đường cho người nước ngoài đây? Museum. Museum. Vậy phải không? Hay là vậy? Hay là vậy vậy? Trời ơi, tìm cách giúp ổng đi. Múa nãy giờ mà ổng không hiểu gì hết trơn á. À, mình nhớ rồi. Ai có điện thoại di động không? Alo, ba. Ba nghe thử con ông Tây này nói gì nha ba.
I just want to go to the museum, but your kids take me to the public toilet. Trời ơi, ông nói ông muốn tới bảo tàng, mấy đứa dắt ông vô toilet công cộng chi vậy? Trời ơi, làm nãy giờ múa muốn chết à. Oh, thank you very much. Bye bye. Bye bye. Mà mai mốt gặp người nước ngoài nữa, mình nhờ người lớn biết tiếng Anh hay gọi cho tổng đài trung tâm hỗ trợ cho lẹ. Múa may lung tung, không giúp ích được gì hết á. Đừng quên học thêm ngoại ngữ nữa nha. Ôi. Chết rồi. Có sao không tay to? Hai bạn làm cái gì vậy? Mình lấy quyển sách này. Nó rớt. Cách chế tạo pháo Tết. Chế tạo pháo Tết. Đúng, không được phép chế tạo pháo đâu đúng. Sẽ bị ăn đòn đó. Mình chỉ chế tạo để đốt chơi thôi mà, đâu có bán đâu. Không làm thì để mình với đốm làm. Hai bạn không nghe lời mình, có chuyện ráng chịu đó nha. Chuyện gì chứ, tai to nhát quá. Tai to về chơi, may quần áo cho búp bê đi. Đúng vậy, con gái thì chơi vậy thôi. Hai bạn, không thèm chơi với hai bạn luôn. Chúng ta sẽ làm thật nhiều pháo để Tết đốt ha. Ừ, mình sẽ đốt pháo cho sướng luôn. Mà làm lâu vậy không biết có kịp không nữa. Tranh thủ thôi, ba mình về mà thấy á là sẽ tịch thu hết á. Chúng ta mới làm được con viên à. Đếm. Chuyện gì vậy bụng bự? Viên pháo mất tiêu rồi. Sao lại mất được? Chắc nó rớt đâu đó thôi mà. Nó kìa đếm. Đâu? Viên pháo lý lắc này. Hai con thấy thế nào? Tại sao hai đứa đã biết là chế tạo pháo là sai mà vẫn làm? Dạ, con biết lỗi rồi ba. Con không dám nữa đâu ba. May là chỉ có một viên, nên hai đứa và phòng nghiên cứu của ba mới còn nguyên. Chứ nếu không thì... Hả? Có lẽ không đơn giản như thế này, phải không hai đứa? Cái gì? Hả? Ba mẹ ơi, có con mắt khổng lồ ngoài cửa sổ. Sao vậy con? Sao vậy? Đâu? Đâu? Hồi nãy con thấy ở cửa sổ này có phải hay không? Dạ đúng rồi đó ba, con mắt khổng lồ kêu nữa. Một con cá voi bay đó nhà mình ơi. Hả? Cá voi mà cũng biết bay hả ba? Đúng rồi, loài này cực kỳ hiếm, rất ít cá thể được phát hiện ở trên thế giới này. Vậy là nhà mình may mắn lắm. Vì sao cá voi này bay được vẫn còn là một bí mật. Và bây giờ chúng ta có cơ hội khám phá bí mật này rồi. Yeah. Ủa,
Răng cái voi đâu ba? Bong bóng mắt cho cái gì mà nhìn lạ ghê á. Cá voi xanh là loài không có răng xương. Sụn của cá voi tạo thành răng lược để lọc thức ăn thôi. Chắc là vừa ăn vừa bay nên mới bị dướng bong bóng vào miệng đây nè. Vậy để con gỡ bong bóng ra cho cá voi nha. Ta là hải tặc bò tót. Các người mau giao cùng cái giờ đó cho ta. Mắc cười. Mặc đồ hải tặc mà đi thiền thúng. Kệ ta. Thuyền lớn vượt đèn đỏ bị giam rồi. Các ngươi không giao con cá mà còn lóc cá với ta. Đừng hòng ta giao cho các ngươi. Được. Vậy ta sẽ tự tay lấy. Rồi ta sẽ quay lại. Con sừng trâu kia, kế hoạch của nhà ngươi không bao giờ thành công đâu. Câm miệng. Ta là mặt nạ hai sừng, chắc chắn ta sẽ bắt được mẹ thiên nhiên. Đốm của ta chắc chắn sẽ thắng nhà ngươi. Để xem. Bụng bự. Dậy, dậy. Đi thôi. Dậy. Thôi đi đâu nữa, trời chưa sáng mà. Chưa sáng cũng phải đi. Đi tới núi Nguyên chứ đi đâu. Đi lên. Nói nghe nè, núi Nguyên nguy hiểm lắm đó nha. Tới đó toàn robot không á. Nguy hiểm hả? Nguy hiểm như thế nào cũng phải cứu mẹ mình ra. Đi đâu vậy đốm, nó phải đường đó đâu. Đường tới núi Nguyên ở đây mà. Đốm. Wow, ghê thiệt. Mai mốt làm thang máy đi cho nó đỡ mệt nha. Mệt quá à. Đâu? Đâu? Robot đâu? Mẹ mình đâu? Ai nói đây là núi Nghiêng đâu? Đó! Núi Nghiêng kìa! Để xem! Yeah.
bên kia và chỉ ra chỗ này. Bên này nè, bên này nè. Muốn tới được núi Nghiêng á là phải qua cái ống chùa trên này nè. Vậy trượt liền đi, có nước đâu mà trượt trời. Trời, chị nhỏ, vậy thì trượt khó thôi, giống cầu trượt á. Ê, ê, đừng có giỡn nha. Ê, ê, ê. Đi thôi bụng bự. Bụng bự trốn đi, để bọn này cho mình xử lý. Hội chợ ma thuật được tổ chức mỗi năm một lần, bày bán nhiều loại bùa và phép thuật, có nhiều khuyến mãi cho quý khách vui lòng đến sớm. Các cửa hàng có thể đóng cửa bất cứ lúc nào. Tụi mình đi thôi, còn chờ gì nữa. Bọn mình cứ xây thời gian thôi. Nè cậu bé, cậu có muốn mua một chút bộ phép không? Bộ phép gì hả ông? Đây là bột tốc độ. Dạ đây. Đi đến đó là sao? Mình không hiểu. Dài dòng lắm, không giải thích được. Nói chung bạn có thích đi chơi không? Đi đi đây. Thích phép tốc độ đó chứ? Quá đã luôn. Ông còn phép nào khác không? Lúc nãy chỉ là một phép căn bản, cao cấp hơn có những phép có thể tàn phá cả một thành phố. Con có thể đỡ con gấu bông này được không ông? Tất nhiên là được. Món đồ nào với bọn ta cũng xài được hết. Wow, đẹp quá. Hát chi.
Cái đó là một cường quá mà. Nó sẽ to lớn và chuyển động. Tất cả nằm xuống. Ôi không, chúng ta phải chặn nó lại. Bụng bự, lúc nãy bạn rắc bột lên chỗ nào vậy? Rắc chỗ này nè. Đúng làm cái gì vậy? Muốn ngăn chặn khổng lồ, chỉ có cách biến thành khổng lồ thôi. Hết chi? Một đứa khổng lồ còn không chịu nổi, hai đứa khổng lồ thì phá gấp đôi luôn. Bây giờ phải sơ tán mọi người ra khỏi đây đã. Không ổn rồi, bụng bự sẽ thua mất. Hay quá, đây là bột bay lượn. Không biết túi bột thu nhỏ là cái nào nữa. Mình không biết, thôi thì cứ đổ hết lên đầu nó coi sao. Ôi không, nó là một phân thân. Một con nó đánh không lại, chờ ba con phải làm sao ta? Đến nước này chỉ còn cách phá hủy tất cả thôi. Triệu hồi thiên thạch. Coi như banh ta lông rồi. Tại mấy đứa nghịch quá. Không sao, phải xây dựng lại chứ sao giờ. Dạ, con xin lỗi vì đã phá phách lung tung. Trẻ con mà, ta không trách. Cảm ơn robot mắt tím tốt bụng nhiều lắm. Giờ chúng ta đi tham quan hội chợ phép thuật này nha. Mình thấy thú vị quá. Con làm mẹ buồn quá nên mẹ mới phạt con. Mẹ không yêu lắm thật rồi. Là tên của mình.
đây sẽ là nhà của chúng ta. Của anh, của em và của con chúng ta nữa. Mình sẽ đặt tên con là Đốm ha. Đốm, nghe tên hay đó. Đốm sẽ là đứa bé đáng yêu nhất trên thế giới này. Lúc đó Đốm vẫn còn đang ở trong bụng mẹ. Lúc mới mang bầu con, mẹ nghén rất là nặng, ba rất lo cho mẹ. Ba mẹ đã hồi hộp chờ mong từng ngày con ra đời. Em ơi, em thế nào rồi? Hả? Ôi trời. Ba mẹ mong con lớn từng ngày. Có những lúc con không ngoan, bị ba mẹ phạt. Ba mẹ muốn con biết rằng ba mẹ luôn yêu và tự hào về con. Đốm yêu mẹ lắm. Đốm yêu ba lắm. Ba mẹ cũng yêu Đốm lắm. Được ăn là ăn quá trời luôn. Mình chỉ thích vậy thôi à. Quán tù si. Bỏ ra. Con không được ăn đồ lạ, phải xin phép trước khi ăn. Nhưng con biết xin phép ai bây giờ? Con đói bụng lắm. Ai cho phép ngươi vào nhà ta và ăn đồ ăn của ta? Con xin lỗi, lần sau con sẽ không như vậy nữa. Mẹ đã về rồi đây. Hai cha con xem mẹ đã mua được những gì nè. Em lại mua cái gì mà nhiều vậy? Hôm nay cửa hàng giảm giá tới 50% lận, nên em tranh thủ mua đồ cho cả nhà mình luôn đó. Thank you.
Hai cha con thử luôn xem có vừa không. Con cảm ơn mẹ. Anh cảm ơn em. Nón chật quá mẹ ơi. Con đội vào một lát nó giãn ra là vừa chứ gì. Trời ơi, dép gì mà to đùng như cái xuồng ba lá vậy? Trời ơi, có gì đâu, rộng rãi một chút cho thoải mái, xài hoài sẽ quen thôi mà. Đây là mốt mới hả em? Sao giống bóp xì tin mà tay to hay đeo quá. Thôi đi, chẳng có thị hiếu thẩm mỹ gì cả. Sao giống bóp xì tin mà tay to hay đeo quá. Đốm, không được làm như vậy, mất vệ sinh lắm. Nhưng ngứa quá mẹ ơi. Chắc là tại nón mới mua chưa giặt lần nào đó con. Đồ người ta bán ở ngoài đó không biết bao lâu rồi, bụi bẩn rồi nấm mốc. Bà con nói đúng đó, là lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi, lần sau mẹ sẽ rút kinh nghiệm. Ăn thôi nào, đồ ăn nguội hết rồi kìa. Không hiểu sao, cứ hễ thấy đồ rẻ là em lại thấy ham. Hôm nay mình sẽ cho hai bạn biết thế nào là một cầu thủ tài năng. Mình chắc hai bạn luôn, ai đá vào gôn nhiều nhất thì người đó thắng. Được thôi, phải nhường bạn đá trước. Đau quá, sáng là đau. Thôi thôi, mình nghỉ chơi, mình mệt quá à. Các bạn đá dở ẹt à. Đứng dậy đi, dậy đi, chơi tiếp, mình sẽ chơi cả ngày luôn nha. Không được đâu, mình phải về, đến giờ phụ mẹ lau nhà rồi. Mình cũng vừa nhớ ra, sáng chưa phụ mẹ đổ rác nữa nè. Cái gì? Những việc đó là việc của mẹ cơ mà. Mẹ bạn không bắt bạn làm hả? Có bảo mình cũng không có làm. Đúng, vậy là không tốt đâu. Ba mẹ phải làm việc nhiều lắm. Đúng rồi đó, như vậy mới gọi là yêu thương ba mẹ chứ. Ừ, mình không có làm, nhưng vẫn yêu thương ba mẹ mà. Ha, cũng đúng. Không đúng, như vậy là ích kỷ đó. Ha, cũng đúng. Mệt quá, kệ họ đi, giờ mấy bạn chơi tiếp với mình đi. Không, mình phải đi về. Mình cũng phải về đi rửa rác, không chơi với bạn được đâu. Về thì về đi, mình chơi một mình. Một mình. Đốm. Dạ, con. Cơm đã chín rồi, đi rửa tay rồi ăn cơm con. Dạ. Ôi, đói quá. Mẹ ơi, con đói. Ủa mẹ, ủa ba, chén con đâu rồi? Bà Đốm giỏi quá, ai phụ việc có đóng góp thì được ăn cơm thôi.
Đúng, vậy là không tốt đâu. Ba mẹ phải làm việc nhiều lắm. Đúng rồi đó. Hay anh đi dọn chén giúp em luôn nha. Mẹ, mẹ, để đó con. Con xin lỗi mẹ vì con quá ham chơi. Đấm của ba giỏi rồi đó. Đây là chén của ba, chén của mẹ, chén của đốm. Chia sẻ việc nhà không chỉ là trách nhiệm của mọi người mà còn là niềm vui, nhất là những người ta thương yêu đó con. À, nhanh lên nhanh lên. Ôi mệt quá. Ôi chóng mặt quá đi mất. Trò phán trường này chơi thích quá à. Đúng rồi, xong chưa? Cho tụi mình chơi chung với. Phải rồi, cho tụi mình chơi phán trường chung đi. Mấy bạn đợi mình chút đi. Khi nào chơi chán, mình sẽ cho các bạn chơi nha. Đúng rồi, cho tụi mình chơi được chưa? Mình thích chơi trò này quá à. Chơi nãy giờ mà vẫn chưa thấy chán nữa nè. Wow, bánh ngon quá à. Vừa đủ 3 cái. Vậy là mỗi người được 1 cái rồi nè. Không được, đây là bánh của mẹ mình làm, nên mình phải được 2 cái. Bụng bự thì mập, tay to thì cao rồi, không nên ăn nhiều bánh quá đâu. Vậy đi. Ta to và bụng bự hôm nay kỳ ghê á. Không có ai chịu qua chơi với mình hết. Ủa, sao hôm nay chủ nhật mà con không ra ngoài chơi với các bạn vậy hả? Con có đủ các bạn mà không có ai chịu chơi với con hết. Tại sao hả mẹ? Là do đốm của mẹ làm cho các bạn đó giận đó. Ủa, giận hả? Tại sao vậy mẹ? Vì đốm chưa biết chia sẻ và quan tâm tới các bạn ấy. Là sao mẹ? Con vẫn chưa có hiểu. Đốm có dành đồ chơi và không cho bạn chơi ván trượt không? Dạ, dạ có. Đốm có dành đồ ăn và không chia cho các bạn không? Dạ có. Vậy đốm không phải là bạn tốt rồi. Nếu đốm của mẹ mà cứ như vậy thì không những tai to và bụng bự mà các bạn khác cũng sẽ không chịu chơi cùng với đốm nữa đâu. Bây giờ con phải làm sao để tai to với bụng bự chơi với con hả mẹ? Chỉ cần từ bây giờ con biết yêu thương và san sẻ với các bạn những thứ mà mình có, vậy là đủ rồi. Dạ, con biết rồi. Con cảm ơn mẹ. Tai to bụng bự ơi, mình xin lỗi. Bữa nay mình đem ván trượt ra cho hai bạn chơi nè. Tụi mình chơi cùng nha. Cấp cứu, cấp cứu. Tàu chúng tôi gặp sự cố ở vực thể mặt trời. Cấp cứu, cấp cứu. Tàu chúng tôi gặp sự cố ở vực thể mặt trời. Ba ơi, sao còi lại kêu inh ỏi vậy ba? Có tín hiệu SOS từ ngoài không gian. Tín hiệu SOS là gì ba? SOS là tín hiệu cấp cứu. Khi ai đó gặp nạn, họ sẽ gửi tín hiệu SOS đi, mong nhận được sự trợ giúp. Ồ, vậy chúng ta phải đi cứu người bị nạn thôi. Tín hiệu được phát ra từ ngoài không gian. Chúng ta sẽ đi bằng tàu vũ trụ. Oh yeah. Nguy hiểm quá. Hệ thống điện bên đó đã tắt hoàn toàn rồi. Vậy chúng ta phải làm sao? Kéo về trái đất sửa chữa luôn. À,
Bây giờ tiến thẳng về trái đất. Trái đất thẳng tiến. Chết rồi, ba chợt nhớ ra, chúng ta không thể tiếp đất an toàn cho cả hai con tàu được. Lực hút trái đất sẽ làm cả hai con tàu va chạm vỡ tan tành. Vậy chúng ta phải làm sao? Không sao, chúng ta sẽ làm được. Chỉ cần kéo phanh thắng trước khi tàu tiếp đất là được. Ba cứ lái tàu, phanh thắng để cho con. Được, ba tin tưởng ở con. Đúng, tới lúc kéo phanh rồi. Thành công rồi. Cảm ơn các bạn đã tới cứu nha. Không có gì, thật may mắn khi bạn không sao. Nhưng con tàu thì không may mắn như vậy. Bạn đừng lo, chắc chắn ba mình sẽ sửa được mà. Mình là Đốm. Mình tên là Nắm, rất vui được biết Đốm. Đốm, Đốm, hồi nãy mình thấy hai trái thiên thạch bay về phía nhà bạn Hung á. Có ai bị thương không? Không phải đâu, ba mình vừa kéo tàu không gian bị nạn của bạn Nắm đi về đó. Không ổn rồi, máy móc bị hư nhiều thứ quá. Không sống rồi, lỗi năng lượng bị nóng quá rồi. Không có lỗi năng lượng này thì chắc chắn mình sẽ không về nhà được. Đừng quá lo lắng, chúng mình sẽ giúp bạn sửa lỗi năng lượng mà. Đúng vậy, vui vẻ lên là sẽ giải quyết được. Vui vẻ lên sẽ giải quyết được mọi việc. Cảm ơn các bạn đã động viên. Muốn sửa lỗi năng lượng cũng được, nhưng mà hơi khó đây. Ba cứ nói, tụi con sẽ giúp hết sức luôn. Được, tinh thần như vậy là tốt lắm. Đầu tiên phải làm mát các chi tiết máy trong lỗi. Nhà bác Bò Vàng có một cái tủ lạnh lớn, mấy đứa qua đó nhờ bác đi. Dạ, tụi con lên đường liền. Trái đất của các bạn đẹp quá à. Đánh đường, đánh đường. Trời ơi, bác Bò Vàng trên xe kìa. Hình như xe bị đứt thắng đó. Sao biết được hay gì đó? Có kinh nghiệm mà. Không cản xe lại là bác Bò Vàng đâm vô vách núi đó. Để đây cho mình. Mệt muốn chết. Cô lại cho nhiều bài tập, về nhà đói bụng lại chẳng có gì để ăn. Không biết mẹ ở đâu vậy ta? Mẹ cũng đang chán lắm rồi đây. Cả ngày quay cuồng với chợ búa, cơm nước, chăm chồng, chăm con, mỗi lúc một già nua xấu xí. Mệt quá, làm việc vất vả mà còn bị sếp mắng, đồng nghiệp chơi xấu nữa. Ra ngoài đường thì giao thông lộn xộn, cứ như vậy thì làm sao mà sống nổi đây. Ước gì thời gian quay ngược trở lại, con được sống thời sửa thời xưa. Khi chưa có trường học, con nít không phải tới trường. Không khí trong lành, thực phẩm lại không bị nhiễm độc. Chưa có công ty, không có sếp, không có xe hơi, xe gắn máy, khỏi bị kẹt xe. Ah!
gì hả? Hả? Trời đất ơi! Trời ơi, sao đang làm bàn giấy bây giờ phải cày ruộng như vậy? Đớm, đi chẻ củi, gánh nước, chuẩn bị nấu cơm. Lát ba mẹ về mà không có cơm nước lặn đòn bây giờ đó. Kem nước bổ củi mệt quá. Sao tự nhiên mình phải giả gạo như vậy? Ông trời, trời ơi, hãy cho mọi thứ trở lại như cũ. Chết rồi, mẹ quên chưa nấu cơm. Ôi, tối nay nhà mình sẽ ra ngoài ăn để mẹ được nghỉ ngơi. Hoan hô ba. Hoan hô ba mẹ. Cuối tuần cả nhà mình sẽ đi Sa Pa chơi. Ôi thích quá, thích quá à. Hoan hô ba mẹ. Mà Sa Pa ở đâu vậy ba? Con ngồi xuống đây, ba sẽ chỉ cho. Đây nè. Đã quá ta, con chưa bao giờ được đi xa như vậy. Mẹ cũng vậy, đến tự sắp đồ đó nha. Dạ. Cái này, cái này, cái này, cái này nữa, cái này nữa. Cái này, cái này. Đớm, lẹ lên con. Dạ, con sắp xong rồi. Con mang gì mà nhiều quá vậy? Dạ, toàn những thứ cần thiết không à. Nào, nhà mình đi thôi. Sa Pa nằm ở độ cao 1.600 mét, so với mực nước biển nên khí hậu mát mẻ quanh năm. Mùa đông ở đây nhiệt độ có lúc xuống thấp dưới 0 độ C và có tuyết. Con có tưởng ở đây cũng ấm như ở nhà mình nên không mang theo quần áo ấm. Bây giờ phải làm sao? Ba mẹ sẽ mua cho con một ít quần áo ấm, nhưng con phải rút kinh nghiệm. Nào, 1, 2, 3. Lần sau, trước khi đi du lịch ở đâu, con sẽ kiểm tra thời tiết để chuẩn bị kỹ càng hơn.